Ở khu chợ lớn Sài Gòn có một con đường ngắn nhưng luôn sở hữu nét nổi bật đến ngỡ ngàng, trở thành chốn dừng chân ghé thăm của không ít khách đến tham quan nơi này. Đó là con đường Hải Thượng Lãn Ông, một con đường báo những mùa vui. Con đường ấn tượng bởi đời nó sống theo mùa. Nói vậy có nghĩa là mùa nào thì các tiểu thương ở đây sẽ bày bán sản phẩm theo mùa đó. Và vào mùa Halloween năm nay cũng không ngoại lệ. Ngoài những mặt hàng truyền thống như đèn bí ngô, mặt nạ, tóc giả, mũ phù thủy và gậy phép thuật dành cho trẻ em, năm nay các cửa hàng còn bày bán nhiều loại đồ chơi và đồ trang trí đa dạng, phong phú, có màu sắc rực rỡ, thu hút ánh nhìn như hình nộm, cánh tay giả, cùng với nhện, mạng nhện và các mô hình tiểu cảnh trang trí phù hợp cho văn phòng, trường học và nhà hàng. Các tiểu thương cũng cho biết thêm, từ đầu tháng 10, cửa hàng của họ đã bắt đầu nhập các loại đồ chơi, đồ trang trí về. Mỗi năm, mẫu mã lại đa dạng hơn bởi nhu cầu của trẻ ngày càng thay đổi. Bắt đầu kinh doanh là đầu tháng 10. Ban đầu, khúc đầu là thú vị và ổn định. Nhưng mà do năm nay là kinh tế nó hơi khó khăn rồi, cho nên là cũng hơi eo hẹp. Mình cũng bán được hàng, nhưng mà có được không nhiều. Bên mình đang kinh doanh như là những cái chợ cờ Halloween, hoặc là những cái nón phù thủy, những cái áo choàng, những cái vỏ bí, những cái vỏ bí để cho trẻ em cầm để có thể bỏ kẹo vô, hoặc là cái chú bí này bóp bóp cho chơi có đèn, đấy, nó đẹp đúng không? Đặc biệt, một số cửa hàng bày bán nhiều đồ trang trí được thiết kế cầu kỳ hơn, mức độ hù dọa cũng cao hơn. Ví dụ như trong một cửa hàng tại đường Hải Thượng Lãn Ông, trưng bày mô hình kỳ lạ đủ cho những ai một sở thị đều giật mình, mắt chữ O, mồm chữ A. Bên cạnh đó, bạn còn bắt gặp thêm một vài sản phẩm có hệ thống điện, tạo cử động, phát ra tiếng kêu rùng rợn, đôi mắt phát sáng màu xanh. Mua nhiều là những cái áo choàng, những cái nón phù thủy, là những cái trái bí đằng kia cả nó trái bí để cầm nhau đi chơi và có đèn sáng đó. Em hay thường mua những như thế, hoặc là một số em thì sẽ mua những bộ đồ hóa trang siêu anh hùng. Chị bán đồ Halloween là giống như đang theo trend của giới trẻ thôi, với lại là nghe là theo mấy người nước ngoài á, thì chị chỉ biết vậy thôi. Lễ hội này bắt đầu từ bên nước ngoài á. Cái xong rồi cái phong trào này cũng rất là thú vị ở cho trẻ trẻ em, cho nên là bên mình cũng học hỏi và cũng áp dụng theo buôn bán. Để hưởng ứng không khí lễ hội Halloween, các vị khách sẽ đến những cửa hàng dọc tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông để tìm mua đồ trang trí. Bên cạnh đó, những bộ đồ màu đen, mặt nạ xương người, bộ xương trắng, áo choàng ma quái được các cửa hàng trưng bày ngay bên ngoài, khiến cho các nơi này cũng đầy không khí quái dị. Lễ hội hóa trang Halloween có xuất xứ từ phương Tây, diễn ra vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, với ý nghĩa tưởng niệm người đã khuất và kỷ niệm sự kết thúc của một vụ mùa thu hoạch. Dịp này, mọi người thường hóa trang và trang trí nhà cửa bằng những hình ảnh gắn liền với ma quỷ, phù thủy và các hình ảnh rùng rợn khác. Halloween từ khi du nhập vào Việt Nam đã trở thành dịp để mọi người hóa trang và vui chơi cùng với gia đình, bạn bè.